Hệ thống cơ thể con người trong yoga được nhìn như 5 vỏ bọc hay 5 lớp. 5 lớp của cơ thể. Trong yoga, không có cái gì gọi là tâm trí, không có cái gì được xem là cái gì cả. Tất cả mọi thứ đều được xem như là cơ thể, vì ta đang nhìn vào nó như là một công nghệ cho sự chuyển hóa. Những cơ thể này là Anna Mayakosa, Mano Mayakosa, Prana Mayakosa, Vijnana Mayakosa và Ananda Mayakosa. Anan nghĩa là thực phẩm mà bạn đã ăn. Cái mà bạn gọi là cơ thể mình chỉ là những thức ăn bạn đã ăn vào, đúng không? Nó là một đống thức ăn, nhỏ hay to là tùy bạn, nhưng nó thực ra là một đống thức ăn, đúng không? Giống như việc bạn có một cơ thể vật chất mà bạn đã tích lũy từ bên ngoài, thì cũng có một cơ thể tinh thần. Khi ta nói về tâm trí, nó không phải ở đây hay ở đó. Mọi tế bào trong cơ thể đều có trí thông minh của riêng nó. Mọi tế bào trong cơ thể có trí nhớ riêng, đúng không? Vậy có một cơ thể của tâm trí. Nó được biết tới là cơ thể tâm trí hay Mano Mayakosa. Nên đó là phần cứng và đây là phần mềm. Phần cứng và phần mềm này sẽ không làm được gì nhiều trừ khi ta cắm nó vào một nguồn điện chất lượng. Nên lớp thứ ba của cơ thể được gọi là Prana Mayakosa hay cơ thể năng lượng. Ba lớp này có bản chất là vật chất. Lớp tiếp theo của cơ thể là cơ thể chuyển giao, được biết tới là Vijnana Mayakosa. Nó là một cơ thể chuyển giao từ vật chất đến phi vật chất. Nó không được gắn cho một đặc tính vật lý nào, nhưng nó cũng chưa hoàn toàn trở nên phi vật chất. Lớp thứ năm được gọi là Ananda Mayakosa. Trong ngôn ngữ tiếng Anh được dịch là cơ thể ngây ngất. Ngây ngất không có nghĩa là có một bong bóng của sự ngây ngất trong bạn. Ta gọi nó là cơ thể ngây ngất vì trong trải nghiệm của ta, khi ta chạm vào nó, ta trở nên ngây ngất. Nên ta gọi đó là cơ thể ngây ngất, đó không phải là bản chất của nó. Đó là cái mà nó gây ra cho chúng ta. Nó thuộc một khía cạnh phi vật chất, cái mà là cội nguồn của mọi vật chất. Nếu bạn căn chỉnh cơ thể vật chất, cơ thể tinh thần và cơ thể năng lượng trong sự sắp đặt đúng đắn và cân bằng, bạn sẽ không có bất kỳ một bệnh tật về mặt thể chất hay tâm lý nào. Chỉ là vì trạng thái không hài hòa mà đã gây ra mọi loại rắc rối. Khi cơ thể đạt tới một trạng thái thư giãn nhất định, sẽ không có bệnh tật gì cả. Nên nếu ta căn chỉnh được ba lớp này, chỉ khi đó bạn mới có một lối đi, một khả năng chạm tới Ananda Mayakosa, nơi mà sự ngây ngất là một quá trình tự nhiên. Nó không phải là bạn ngây ngất về một thứ gì. Bạn chỉ ngây ngất vì đó là bản chất của sự sống. Lời khuyên cho sức khỏe. Để tạo ra sức khỏe cho bạn, có 3 điều cơ bản bạn cần quan tâm đến: thức ăn, hoạt động và sự nghỉ ngơi. Khi nói đến thức ăn, một trong những điều quan trọng nhất mà ta phải ý thức được là trong một ngày, khi bạn ăn một loại thức ăn nào đó, bất kể là cái gì, bạn phải để ý xem thức ăn được tiêu hóa và trở thành một phần của bạn nhanh như thế nào. Bất kỳ thức ăn nào mà bạn tiêu thụ, nó mất hơn 3 tiếng để tiêu hóa, có nghĩa là bạn đã ăn thức ăn không tốt. Đó là thứ bạn cần tránh hay giảm số lượng đi. Nếu thức ăn đi ra khỏi dạ dày bạn trong vòng 3 giờ, có nghĩa là bạn đang ăn cái gì đó mà cơ thể có thể xử lý một cách hiệu quả. Nó có thể không phải là thức ăn tốt nhất, nhưng cơ thể của bạn có thể xử lý nó. Và giữa một bữa ăn đến bữa ăn tiếp theo, nếu bạn tạo ra khoảng cách rõ ràng từ 5 đến 6 tiếng, và giữa hai bữa đó không ăn thêm cái gì, bạn sẽ thấy quá trình thanh lọc trong cơ thể ở mức độ tế bào sẽ xảy ra. Và sự thanh lọc ở mức độ tế bào này là điều quan trọng nhất và thiết yếu nhất cho một cuộc sống khỏe mạnh. Nên giữa hai bữa ăn phải có khoảng cách ít nhất từ 5 đến 6 tiếng. Nếu bạn đã quá 30 tuổi, hai bữa mỗi ngày, hai bữa no mỗi ngày là đủ. Một bữa vào buổi sáng, một bữa vào buổi tối. Sau bữa tối trước khi bạn đi ngủ, phải có khoảng cách ít nhất là 3 tiếng. Và nếu có một lượng hoạt động thể chất nào đó, không nhất thiết phải là hoạt động nặng hay vất vả. Chỉ đơn giản là đi bộ hay một điệu nhảy hay cái gì đó tương tự. Tạo ra cái gì đó cho bạn mà ít nhất từ 20 đến 30 phút có một hoạt động thể chất nào đó sau bữa tối. Nếu bạn làm vậy, phần lớn cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh. Nếu một người đi ngủ với thức ăn vẫn ở trong dạ dày, một mức độ trì trệ sẽ được tạo ra trong cơ thể.
Về mặt sinh lý, sự trì trệ này cũng giống như là sự tăng tốc đến cái chết. Cái chết là sự trì trệ cuối cùng. Và nếu bạn đi ngủ với cái bụng no, sự trì trệ sẽ được tạo ra. Một khía cạnh khác nữa là dạ dày bạn no, có nghĩa là nó sẽ tạo ra áp lực lên các nội tạng khác trong vùng bụng. Điều này sẽ dẫn đến nhiều vấn đề về sức khỏe. Nên một điều rất quan trọng là khi bạn đi ngủ, thức ăn đã rời khỏi dạ dày. Để dạ dày không quá đầy để gây áp lực khi bạn ngủ ở nhiều tư thế, nó không nên gây ra áp lực lên các cơ quan khác khi nó đến hoạt động. Trong thời gian ngắn này, tôi không muốn đưa bạn một chế độ tập thể dục. Điều đơn giản mà ta cần phải hiểu là cơ thể chúng ta có khả năng gập ra phía trước, uốn cong ra phía sau và vặn sang cả hai bên. Ít nhất những vận động này phải xảy ra. Bất kỳ cái gì bạn làm ở bất cứ dạng nào, nếu bạn tập Hatha Yoga kiểu truyền thống, đó là cách tốt nhất để thực hiện nó, cách khoa học để thực hiện nó. Nếu yoga đang không ở trong cuộc sống của bạn, bằng cách nào đó bạn phải đảm bảo rằng hằng ngày, bạn gặp người ra trước, uốn ra phía sau, vặn người sang hai bên và ngồi xổm, để sự co giãn của xương cột sống được xảy ra. Những vận động này là điều phải có trong cuộc sống hằng ngày của mọi người, nếu ta muốn giữ cả hệ thống cơ thể được khỏe mạnh. Đặc biệt là hệ thần kinh của ta, cái mà sẽ có vấn đề khi về già. Lượng nghỉ ngơi mà một người cần được quyết định bởi nhiều yếu tố. Một yếu tố quan trọng là loại và lượng thức ăn mà một người tiêu thụ. Khi tôi nói đến loại thức ăn, bạn phải thử nghiệm với thức ăn và xem loại thức ăn nào tạo ra sự nặng nề lớn nhất trong bạn. Loại thức ăn nào sẽ khiến bạn nhanh nhẹn. Nếu bạn đảm bảo rằng ít nhất 40% khẩu phần ăn là rau và hoa quả tươi, bạn sẽ thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Vì cái mà cơ thể cần là sự thư giãn, không nhất thiết là phải ngủ. Đa số mọi người nghĩ rằng ngủ là cách duy nhất để nghỉ ngơi. Không. Khi bạn đang ngồi hoặc đang đứng, bạn có thể hoặc là thư giãn, hoặc là đang bồn chồn, hay đang ở trong trạng thái mệt mỏi. Nếu bạn đang ở một trạng thái tươi tắn của sự thư giãn từng khoảnh khắc một trong cuộc sống của bạn, lượng thời gian ngủ bạn thực sự cần sẽ giảm thiểu. Chất lỏng bôi trơn trong các khớp sẽ lắng xuống và không được lưu thông. Nên khi bạn tỉnh dậy, cơ thể yêu cầu việc đầu tiên là phải bôi trơn các khớp. Chuyển động theo các phương hướng là một bài tập đơn giản để đạt được điều này. Chào mừng các bạn đến với kênh Satguru Lồng Tiếng, nơi tìm về chính mình.